Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Bài năm của phương pháp nghiên cứu là tìm hiểu và thực hành về chú thích, bao gồm hoặc cước chú hoặc là hậu chú. Thì trong một tác phẩm nghiên cứu, dù là một bài viết hay là một quyển sách, thì ngoài những phát hiện mới thì nhà nghiên cứu buộc phải có nhiều chú thích cho từng trang viết của mình. Thì thông thường để đạt yêu cầu về tính học thuật đó, thì cứ trung bình một trang A4 chúng ta phải có tối thiểu 3 chú thích. Như vậy khi ra thành khổ sách A5 14,5 cm, 20,5 cm đó, trung bình chúng ta phải có 1-2 chú thích, nhiều hơn thì càng tốt. Thì các chú thích sẽ làm cho bài nghiên cứu tăng thêm giá trị khảo cứu. Thì đó, trong bài học hôm nay đó, chúng ta sẽ làm quen với các mặc định quốc tế về chú thích và tập thói quen khi viết bất cứ bài nghiên cứu hay là sách gì, chúng ta cần phải quan tâm và làm đúng theo các quy định này. Phần 1, khái niệm cước chú và hậu chú. Cước chú là phần giải thích, bao gồm các dẫn chứng nhằm đánh giá hay là nhận định của chúng ta với tư cách là tác giả hay dịch giả hay là nhà biên tập. Nằm ở cuối từng trang sách hay là trang của bài viết, bao gồm luận văn, luận án. Thì đây là yêu cầu áp dụng bắt buộc đối với các loại sách mang tính học thuật, các khảo cứu mang tính học thuật, bao gồm tiểu luận, luận văn, luận án, tạp chí chuyên ngành, các hội thảo học thuật cấp quốc gia hay là cấp quốc tế. Trong chữ Hán đó, cước đó là cái chân, chú là chú thích, tức là những gì chúng ta muốn nói thêm, có liên hệ gián tiếp chứ không có liên hệ trực tiếp. Mà nếu đặt ở trên mạch văn đó, thì ý chính sẽ bị loãng và người đọc sẽ có thể bị phân tâm bởi quá nhiều các thông tin có liên hệ. Cho nên khi viết sách có kỹ năng đó, thì trên mặt văn chính chúng ta chỉ cung cấp các thông tin quan trọng trực tiếp liên hệ đến đề tài, còn ở phần chú thích đó, thì chúng ta có thể nói thêm những gì chúng ta muốn để nhằm giúp cho độc giả đó có thể không phải mất thời gian tra khảo các từ điển chuyên ngành, từ điển bách khoa, từ điển song ngữ, từ điển đa ngôn ngữ để hiểu vấn đề mà chúng ta đang lúc viết nó hoặc là dịch nó đó, cũng phải tốn khoảng một thời gian tương tự. Hậu chú trong chữ Hán đó là phần giải thích được đặt ở cuối bài viết, cuối một chương sách hay là cuối một quyển sách.
thì nội dung á, nó cũng không có gì khác nhau, nó chỉ có khác nhau là vị trí đặt thôi. Về từ quy chữ Hán đó thì hậu á, là cuối, là sau, còn chú là chú thích. À, do đó việc chọn phong cách hậu chú á, chỉ được xem là thích hợp đối với các loại sách và các bài viết mà đối tượng độc giả không phải là thành phần học thuật. Ví dụ như khi chúng ta làm các nghi thức tụng niệm thì những cái chú thích đó mà đặt ở dưới cuối từng trang á sẽ làm cho người đọc bị phân tâm. Thứ hai đó là thẩm mỹ của việc trình bày này không đạt yêu cầu, nên chúng ta đặt ở cuối quyển sách luôn. Hoặc là các cái loại sách thông thường nhưng mà người viết á, lại là người mang tính học thuật, là thói quen học thuật rồi đó, khi viết cái gì đó là có nó có sách bắt có chứng. Nhưng mà phần đông các độc giả ta đâu quan tâm đến việc đó, cho nên đó, những cái phần chú thích này được đưa ra làm sao để ai thuộc cái nhóm nghiên cứu đó, thì người ta có thể tra khảo thêm, đào sâu thêm, gọi là đặt lại vấn đề. Yêu cầu căn bản của chú thích đối với bài viết và sách học thuật đó là nội dung phải viết chính xác, viết ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, dễ hiểu, giúp cho người đọc hiểu được vấn đề mà chúng ta đang trình bày. Đối với đề cương luận văn thạc sĩ hay là đề cương luận án tiến sĩ đó, thì trong phần nói về ý nghĩa nghiên cứu về đề tài hay là thu một tham khảo hoặc là phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, rồi các chu giả định, dĩ nhiên là chúng ta không cần thiết phải làm chú thích, ngoại trừ trong trường hợp chúng ta làm điểm qua văn học về đề tài, đó là phần thứ hai trong cái đề cương của luận văn hay là luận án. Thì khi mình nói về lịch sử các tác phẩm có trước với về lĩnh vực đó đó, thì tác phẩm đó do ai viết, thông tin xuất bản để cho người đọc có thể tra khảo được, thì đây là cái phần chú thích duy nhất nằm ở trong cái đề cương thôi. Còn các mảng còn lại là không cần thiết phải làm chú thích, vì phần chú thích đó đưa vào trong phần viết chính cho luận văn hay là luận án hoặc là bài nghiên cứu tại nhà. Phần 2, chức năng của cước chú và hậu chú. Tôi nêu ra quý vị có thể nhìn thấy trên màn ảnh đó, những chức năng, và thông qua đó đó chúng ta hiểu trong tình huống nào thì mình nên làm chú thích. Thứ nhất, người viết hay người dịch có thể chọn chú thích trở thành phần cảm ơn các nguồn thẩm quyền về thông tin mà mình đã có được. Những cuốn sách ở nước ngoài khi viết về Phật giáo nhập thế, tiếng Anh gọi là Engage Buddhism. Nếu tác giả đó là một nhân vật xuất thân từ học đường thì sẽ là một cái chú thích cái chữ Engage Buddhism đó, rằng đó đây là a term coined by Vietnamese Zen Master Nhất Hạnh in his book The Lotus Under the Fire, the Ocean of Fire. Đó, thì tạm dịch đó là gì? Đây là thuật ngữ được thiền sư Nhất Hạnh sáng
sáng tạo, in lần đầu trong tác phẩm Hoa Sen Trong Biển Lửa năm 1966. Thực ra thì trong Phật học Trung Quốc và Việt Nam á, chúng ta có những cách nói tương đương. Nếu người Trung Hoa dịch là dùng là cái từ dân gian Phật giáo, tức là Phật giáo trong dân gian hay trong xã hội, hay trong cuộc sống, thì Việt Nam mình có thói quen dùng là nhập thế Phật giáo, tức là Phật giáo đi vào cuộc đời. Thì để dung hòa hai cái từ đó đó, thì Thiền sư Nhất Hạnh đó đã là người Việt Nam, người đầu tiên sử dụng tiếng Anh, dùng chữ engage, Buddhism engage có nghĩa là gì? Dính líu lên, díu dính lên. Và ở một nghĩa khác đó, nó còn nghĩa là đính hôn. Ví dụ như mình, người nam đính hôn với một người nữ hoặc ngược lại, thì cũng gọi là engage. Thì như vậy đó, ở đây chúng ta không thể dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt là Phật giáo dính líu, Phật giáo dúng dính, mà phải là dịch là Phật giáo nhập thế. Ở đây mình mới cảm ơn cái nguồn thông tin là thông qua cái việc chú thích đó, chúng ta cảm ơn cái từ đó do ai khám phá, do ai đóng góp, rồi cái kiến thức này mình đạt được á là do mình đọc chương này hay trang này, quyển sách này, bài viết kia, đó là mình ghi nhận, để thông qua đó cũng muốn gợi ý cho những người khác tham khảo. Thứ hai, chú thích giúp cho chúng ta biết rõ nguồn trích dẫn này là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Cách nhận diện trích dẫn trực tiếp đó, thì cái đoạn trích dẫn đó phải được đặt ở trong dấu hoặc kép và không được biên tập, dù đoạn nguyên tác đó viết sai, bao gồm sai dân phạm, sai chính tả, sai ngữ nghĩa. Thì chúng ta sẽ có một cái bài học riêng về vấn đề trích dẫn, thì lúc đó mình sẽ hiểu sâu hơn. Trích dẫn gián tiếp là khái niệm để chỉ cho chúng ta dựa vào nội dung một tác phẩm nào đó, viết lại ý tưởng gọn hơn bằng ngôn ngữ riêng của mình. Nhưng mà nếu không có đọc tác phẩm đó, tham khảo quyển sách đó hay là bài viết đó, thì chúng ta không có được kiến thức này. Thì bây giờ trích dẫn gián tiếp thì mình có thể tóm lược lại ý tưởng đó, là mình mới ghi đó là tham khảo từ sách gì đó, hoặc là muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, bạn đọc có thể đọc thêm quyển sách A của tác giả A, năm xuất bản mấy, từ trang mấy đến trang mấy. Thì thông qua đó người ta biết rằng là mình đã có đọc qua tác phẩm này rồi. Phần đó là gọi là trích dẫn gián tiếp. Thì nội dung của phần viết lại này nó không cần phải đặt ở trong dấu hoặc kép. Thứ ba, chú thích giúp cho chúng ta giải thích rõ nguồn xuất xứ của tài liệu được chúng ta trích dẫn trong văn bản. Ví dụ như khi mình viết về từ bi trong văn học Pali, thì bên dưới thì quý vị có thể làm một cái chú thích là có hai bài kinh đề cập đến vấn đề này, bao gồm là kinh Sutta Nibbata, kinh tập, và thứ hai là kinh Tăng Chi. Thì hai bài này mà ráp lại đó thì chúng ta có được khoảng chừng 3 trang A5. Thì tôi đã dịch hai bài này đưa vào trong nghi thức hộ niệm cầu an và kinh Phật căn bản để chúng ta đọc liêu một mạch. Chứ thực ra nó nằm ở hai cái nền văn học khác nhau về niên đại, mà ráp lại thành một bài cũng rất là hay. Một phần thì hướng dẫn về cách thức thực tập từ bi như thế nào, phần thứ hai là nói về 11 lợi ích của việc thực tập từ bi trước khi đi ngủ. Thì như vậy khi mình trích một cái gì đó hay là gì, thì chúng ta điêu ra được cái nguồn xuất xứ đó, hoặc là tài liệu 1, còn gọi là tài liệu gốc, hoặc là tài liệu 2, tức là tài liệu tham khảo. Thứ tư, chú thích giúp cho chúng ta đánh giá, thậm chí là phản biện khách quan về một quan điểm, một ý tưởng, chủ trương, hoặc là đánh giá về con người, sự vật, sự việc, tình huống. Hoặc là chúng ta có thể lý luận thêm, đào sâu thêm về một vấn đề.
mà đưa trên bạch văn chính thì trở thành là rườm rà và dài dòng cũng cần thiết. Thứ năm, chú thích có thể sử dụng nhằm để định nghĩa khái niệm của một từ hoặc là giải thích một cụm từ, một câu, hay là ý tưởng của một trang kinh, một trang sách, một quyển sách hay là một chương sách. Rồi quý vị có thể sử dụng để giới thiệu thêm về từ nguyên của khái niệm đó, rồi lịch sử phái sinh có bao nhiêu ngữ nghĩa, vân vân. Bởi vì cái mặt danh chính đó, thì nội dung này không phải là nội dung quan trọng, nó chỉ có liên hệ gián tiếp thôi. Bây giờ mình đưa lên trên thì cái phần ý phụ nó trở thành nổi trội phần ý chính, cho nên chúng ta mới đưa xuống bên dưới để cho người muốn tìm hiểu không cần phải tra khảo từ điển, muốn biết liền thì cái nhìn ở dưới chân của từng trang sách thì có thể hiểu biết được. Thì phần này đó nó giúp cho người đọc đánh giá được cái chất lượng nghiên cứu của người viết. Thứ sáu, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo chéo, cross references, cho các phần khác của văn bản mà mình đang viết. Đó, ví dụ như bài viết của quý vị nó có tất cả là 10 trang, thì trong trang thứ ba đó quý vị có thể đề cập đến phần nội dung của khái niệm ba thân Phật, đó ví dụ vậy. Còn trong cái chương 1 á thì quý vị có đề cập đến khái niệm về Phật ở trong kinh Tạng Pali và Đại Thừa. Thì lúc đó để giúp cho người đọc hiểu thêm về cái phần ba thân Phật trong Đại Thừa là như thế nào, thì lúc đó ở ngay cái lần xuất xứ của chú Phật đầu tiên á, trong chương 1 quý vị làm một cái chú thích để tìm hiểu về ba thân Phật, hãy đọc bài này ở mục Ba La Mã rồi phần nào đó. Thì đó là một cái tham khảo chéo. Thì trong một tác phẩm đôi lúc chúng ta có nhiều vấn đề có liên hệ được đặt ở nhiều chương, nhiều trang khác nhau, thì lúc đó mình là tác giả, mình sẽ biết rất rõ cái mối liên hệ đó nó nằm ở đâu trong sách của mình. Nhưng độc giả thì mới đọc vô làm sao ta phát hiện được, cho nên mình phải làm một cái chi chú để người ta có thể xem lại, tham khảo, đối chiếu, so sánh trong cùng một tác phẩm có liên hệ đến một vấn đề chung. Thứ bảy, chú thích cung cấp cho độc giả những thông tin có thể kiểm chứng được hay là tham khảo độc lập hoặc là chuyên sâu, nhằm giúp cho việc nghiên cứu đó nên có ý nghĩa. Nghĩa là mình đưa ra một cái thông tin, thông tin đó đó mình nói rõ là mình dựa vào nguồn dữ liệu nào. Còn phần lớn hiện nay thì trên internet thì biết là thông tin không có kiểm chứng. Người ta nói để mà nói thôi, nhất là các YouTuber, các Facebooker, TikToker, họ nêu ra để tăng cái lượng view. Mà tăng lượng view thì có nghĩa là họ có tiền. Nhiều người là có năng khiếu nói, rồi là nói những chuyện không có sự thật, chuyện giật gân, chuyện chửi bới, chuyện mắng nhiếc, chuyện thị phi, nói bằng cái giọng văn thô tục, chửi bới cãi lộn á, thì người ta rất là tò mò và thích nghe, nhất là người Việt Nam. Thì bằng cách đó đó, nhiều người mỗi tháng người ta có thể kiếm được 5-6 ngàn Mỹ Kim. Mà nhiều nghiệp dễ đầy, tiền thì dư thừa so với việc đi làm các cái lĩnh vực khác. Mà này một ngày chỉ cần có một clip, clip trong vòng 15 phút là đã đủ, đâu có khó đối với những người mà có trình độ và có năng khiếu nói. Thì vậy đó, ở ý thứ bảy này chúng ta thấy đó, là nó giúp cho kiểm chứng cái nguồn thông tin rằng là việc liên hệ đến đó, đó thật sự có giá trị hay không. Phần 3, ưu điểm và khuyết điểm của chú thích. Bây giờ quý vị có thể nhìn lên trên màn ảnh, tôi đưa ra một biểu đồ
gồm có hai cột chính, cột ưu điểm và cột khuyết điểm. Ưu điểm của cước chú là giúp cho người đọc có thể thấy rõ được thông tin họ muốn tìm kiếm ngay lập tức, không phải lật tới lật lui tìm cái trang cuối cùng của một chương, hay là tìm trang cuối cùng của toàn quyển sách. Vì cái thời gian làm như thế nó mất nhiều hơn. Nếu như đoạn nào ở mỗi trang cũng đều có ít nhất là một chú thích đi, thì cái người có nhu cầu nghiên cứu sẽ mất rất nhiều thời giờ để lật và kiếm và bị phân tâm. Khuyết điểm đó của cước chú đó là rất khó cân đối về phương diện thẩm mỹ trình bày, như là ở cái lời cuối của một trang sách, và làm cho độc giả bình dân đó phải rối mắt, phân tâm, không tập trung vào nội dung chính của nhân bản. Tại vì cứ thấy con số 1, số 2, số 3, số 4 xuất hiện, không biết đó là cái gì, bắt đầu mới nhìn xuống coi. Coi thì đọc nội dung bên dưới này có thể là quên cái nội dung bên trên. Do đó cái thước điểm chính yếu của đó vẫn là nằm ở thẩm mỹ, thẩm mỹ trình bày. Thì mỗi một cái trang sách thì quý vị biết là chúng ta có thể dùng nhiều phần mềm khác nhau. Phần mềm đơn giản nhất ai cũng có thể sử dụng được đó là MS Word. Thì cái giới hạn của phần mềm này đó là cái biên á, bên dưới, thí dụ mình muốn là từ ở dưới cuối sách, cuối một trang sách lên đó 2 cm, đó là cái hàng cuối cùng của một trang, hay là hoặc là cái số trang đi. Thì khi quý vị mà trình bày cước chú đó, thì ở bên trang bên trái gọi là trang lẻ, là trang chẵn, ở trang bên phải đó là trang lẻ, rất là khó có thể tạo ra thành một cái khoảng cách cố định bằng nhau. Ví dụ như 2 cm bên trái của 2 cm bên phải, rất là khó, nên là nó tạo ra sự mất cân đối về phương diện thẩm mỹ trong trình bày. Còn nếu quý vị sử dụng phần mềm như là Photoshop hoặc là Corel hoặc là Adobe InDesign hoặc là Illustrator, thì chúng ta có thể khống chế được cái đường biên ở dưới mỗi chương trang sách đó, lên trên bên trên là hoặc là 1 cm 9 hoặc là 2 cm hoặc là 2 cm 2, nó đều nhau. Nhưng mà để làm công việc đó đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn và mất rất nhiều thời gian. Về hậu chú đó, thì phần trình bày sách đạt được yêu cầu là gì? Thẩm mỹ. Nó làm cho ở phần cuối từng trang sách nó bằng nhau, đẹp lắm, giúp cho độc giả bình dân đó dễ tập trung và các nội dung chính. Nhưng mà khuyết điểm của hậu chú đó là thường làm phiền các nhà nghiên cứu phải lật ra trang cuối của một chương hay là trang cuối của tác phẩm nhiều lần để kiểm chứng, đánh giá hoặc là sử dụng nguồn tài liệu được cung cấp. Cho nên là bất cứ biện pháp nào chúng ta sử dụng trong bất cứ một vấn đề gì, nó đều có phần ưu, phần khuyết. Thì trong phần trình bày, chú thích, cước chú hay là hậu chú đều có các cái điểm mạnh và điểm yếu tương tự như vừa khái quát qua. Phần 4, cách đánh số và trình bày cước chú và hậu chú. Thứ nhất, các ký hiệu ghi cước chú và hậu chú theo mặc định quốc tế và ở trong nước, thì các con số Á Rập từ số 1 cho đến số hàng trăm cần phải được sử dụng với số thứ tự xuất hiện của chúng trong văn bản. Tôi nói ví dụ như là ở trong trang 1, quý vị có 2 chú thích, thì chú thích đầu nó sẽ là con số 1, chú thích thứ 2 nó phải là con số 2. Qua đến trang 3, quý vị mới có chú thích kế tiếp. Thì lúc đó ở ngay trang số 3 đó, quý vị phải đánh cái con số là gì? Số 3.
Nếu như là ở trang số 3 này quý vị có 4 chú thích thì cái chú thích cuối cùng á lại là cái con số 6. Rồi qua trang thứ 4 á thì cái chú thích kế tiếp thì phải ghi là con số 7. Như vậy, con số cuối cùng của một trang đầu sẽ được nối kết bằng tăng một con số ở trang kế tiếp theo sau. Cứ như thế con số được tăng lên cho đến trang cuối cùng của một chương. Ví dụ như là chương chương sách thứ hai của một người nào đó đi, có tất cả là 30 trang và 40 chú thích. Thì khi qua một chương mới, chúng ta phải đánh số chú thích lại đó bằng con số 1, chứ không nên là đánh theo con số tiếp tục nó kết theo. Thỉnh thoảng một số tác giả sử dụng các dấu hoa thị, dấu sao hay là ký hiệu khác để thay thế cho các con số Ả Rập. Số lượng các dấu hoa thị, dấu sao, ký hiệu này đó phải tương ứng với số xuất hiện của các cư chú và hậu chú. Nói ví dụ cho một trang lên, quý vị có hai chú thích thì chú thích một là một hoa sao, chú thích hai là hai hoa sao. Nhưng mà phương pháp này nó không có thông dụng, nó chỉ thích hợp với giai đoạn mà chúng ta đánh máy bằng máy đánh chữ, chưa có hệ thống vi tính. Từ lúc đó, những cái chú thích, ví dụ như là nó lên đến hàng trăm đi là ba con số, rồi hàng ngàn là bốn con số, thì việc mà quý vị đưa xuống hay dưới và cuối một cái trang đó bằng bốn con số như vậy nó rất là bất tiện. Cho nên trong trường hợp đó, nó cứ mỗi trang người ta đánh cái dấu hoa thị thôi. Thì qua trang mới người ta cũng lập lại số hoa thị, tức là ta đánh số ký hiệu này đó lập lại con số bắt đầu cho từng trang. Nhưng mà phương pháp này nó không còn thích hợp đối với việc nghiên cứu trong thời hiện đại này. Tuy nhiên, chỉ ngay cái trang đầu tiên chúng ta được phép sử dụng, đó là chú thích về tác giả. Ví dụ như quý vị viết một bài nghiên cứu học thuật thì sau cái tựa đề đó, đó là tên tác giả, thì ở ngay chữ cuối cùng á của tên tác giả, ví dụ tôi là Thích Nhật Từ, thì ngay cái chữ từ á sẽ có một cái dấu hoa sao hay là dấu hoa thị đưa xuống bên dưới, thì bên ghi chú là gì? Tiến sĩ triết học phết, phó viện trưởng thường trực Học viện Pháp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phết. Rồi bắt đầu mình muốn viết thêm cái gì đó nữa về tiểu sử á, thì trong vòng á là vài chục chữ thật là xúc tích mà đầy đủ hết tất cả những gì mà một độc giả đó cần biết về tác giả đó. Đó thì trong trường hợp đó, đó chúng ta có thể dùng là dấu hoa thị hoặc là dấu sao. Còn là các cái chú thích về nội dung bao gồm khái niệm, thuật ngữ, nhân danh, địa danh đó, thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng bằng con số Ả Rập. Thứ hai, cách đánh số. Các con số phải được đặt ngay sau những thuật ngữ, nhân danh, địa danh hay là tên tác phẩm cần được chúng ta chú thích. Thì ở trong phần mềm của MS Word đó, thì quý vị chỉ cần chèn cái con chuột ngay sau cái chữ đó, rồi bấm cái tổ hợp Control, Alternative và chữ F, F viết tắt là Footnote, thì lập tức đó, phần mềm của MS Word sẽ dẫn quý vị xuống cái trang bên dưới, dưới chân trang, và con số nó tự động nó đánh luôn, mình không cần phải làm nữa. Lúc đó mình chỉ nạp nội dung cần chú thích cho thôi. Bây giờ tôi sẽ đưa một cái ví dụ thử cho quý vị quan sát nha. Đó, bây giờ đây, quý vị có thể nhìn trên màn ảnh đi. Ví dụ đây là một cái bài viết, một bài viết nhất định nào đó nha. Bây giờ ở ngay cái tựa đề nha, ngay cái tựa đề báo Kinh tế đô thị Đài Châu Á Tự Do, Linh Mục Đinh Hữu Thoại và luật sư Đặng Đình Đặng, Du Khống Thầy Nhật Từ. Nếu đây quý vị muốn làm một chú thích thì lúc đó quý vị chỉ cần đánh toàn phím Control nè, Alternative, chữ F, đánh một lượt nha. Đó, thì quý vị thấy là tự động nó tạo ra con số 1 phải không? Là ở ngay vị trí cước chú á, quý vị thấy là tự nó có con số 1 xuất hiện. Lúc đó mình chỉ cần để là đó là chú thích cho đây là bài video
của thầy Nhật Từ giảng ngày ví dụ như là 18 thì tôi nói ví dụ về tháng 10 năm 2021 tại chùa Giác Ngộ chẳng hạn, thì lúc đó cái nội dung gì mình muốn di chú nó sẽ xuất hiện dưới đây, chỉ cần chèn vô tự động nó xuất hiện cái con số thôi. Và tương tự ở phần khác, nếu quý vị muốn làm một chú thích nữa thì chèn cái con chuột vô ở ngay vị trí đó, ví dụ như sau năm 2012 thì mình đánh tô hợp phím Control Alternative F thì tự động nó sẽ dẫn quý vị xuống làm thành một cái chú thích tương tự nha. Thì đó là cái cách để chúng ta làm một cái dấu dấu chú thích. Thì đó là các mặc định. Các con số cước chú đó phải được đánh ngay sau dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu hoặc đơn hay là dấu hoặc kép. Thì thường các cái dấu này đó nó nằm ở đằng sau các chữ. Các chữ chúng ta phải đặt nó nằm ở ngay đằng sau nha quý vị. Thì nó mới được xem là thích hợp. Ví dụ chúng ta có một cái câu sau đây. Bên kỹ thuật viên nói kết chân thật coi. Đạo Phật là tôn giáo bất bạo động. Thì trong câu này đó chúng ta thấy là ít nhất là có một số khái niệm mà mình có thể làm chú thích. Nó làm chú thích được. Và việc làm chú thích đó, nó sẽ làm cho ý nghĩa nghiên cứu nó được tăng thêm. Thứ nhất đó, chữ Đạo Phật là chữ Đạo Phật. Vì Đạo Phật có nhiều người ta đâu hiểu đâu. Thì quý vị có thể làm một chú thích. Đạo Phật là đạo tỉnh thức, về bản chất là một tôn giáo vô thần do Thái tử nước Thích Ca thành lập vào năm ngày được 35 tuổi tại Bồ Đề Đạo Tràng, bang Bihar, Ấn Độ. Hiện nay trên thế giới thì có được 550 triệu người đi theo. Quý vị có thể làm một cái chú thích để giúp cho người ta hiểu, hoặc là mình sẽ nói ta là có 175 quốc gia tiếp nhận Đạo Phật bằng con đường hòa bình. Đấy, thì đó là một từ mà mình có thể làm được chú thích. Cái từ thứ hai đó là bất bạo động. Thì trong tiếng Pali và Sanskrit đó, bất bạo động là ahimsa, tức là không giết người, không sát hại, không gây thương tổn, không chiến tranh, không hận thù. Thì cái từ này đó chiếm rất nhiều ở trong kinh văn Phật giáo. Và bây giờ nó đã trở thành như một học thuyết rất quan trọng để xây dựng hòa bình trên toàn cầu, được Liên Hợp Quốc sử dụng, chứ không phải chỉ riêng có Mahatma Gandhi. Và bất bạo động trở thành là một trong những học thuyết nền tảng của hòa bình thế giới. Cho nên chúng ta có thể làm một cái chú thích để giới thiệu về cái khái niệm này. Rồi cái chữ an lạc thì chúng ta có thể làm một cái chữ chú thích an lạc, có thể là dịch thoát nghĩa của chữ Nirvana. Nirvana gọi là Niết Bàn á. Đạo Phật là đạo bất bạo động và hướng đến Niết Bàn ngay cuộc sống hiện thực này. Thì chữ Nirvana đó quý vị có thể giải thích là trạng thái an lạc, hạnh phúc, không còn các nỗi khổ niềm đau và các nguyên nhân gây tạo. Niết Bàn có hai trường hợp, Niết Bàn đang còn sống thì gọi đơn giản là Niết Bàn. Niết Bàn của một bậc giác ngộ sau khi qua đời thì được gọi là Pari Nirvana, hay còn với âm là Bát Niết Bàn, và được dịch ở trong Hán Việt đó là Nhập Niết Bàn. Do đó mình đừng có hiểu chữ nhập ở đây đó là đi vào nha, nó không có nghĩa gì đi vào. Niết Bàn đây cũng không phải là một cảnh giới, không phải là nơi chốn, không phải là không gian, không phải là thời gian. Mà Nhập Niết Bàn chỉ hiểu đơn giản đó là gì? Trạng thái sau khi chết của một bậc đã giác ngộ. Thì chúng ta có thể làm một cái chú thích nhỏ nhằm giúp cho người đọc có thể hiểu rõ được những gì mà chúng ta cần cung cấp cho người đọc. Còn ở trên văn bản chính đó, thì cái nội dung của chữ Đạo Phật là bất bạo động và an lạc đó đâu có quan trọng. Nó không phải là nội dung mà người ta cần biết đó. Đưa đây được. Không phải là nội dung ta cần biết đó. Còn đây mình làm thêm thôi.
Thì như vậy đó là cái nội dung mà chúng ta làm chú thích đó, trong trường hợp này đó là gì? Các khái niệm học thuyết. Còn nãy tôi đã nói nó có đến 7 trường hợp là mình có thể đào sâu vào vào cái việc ghi chú hay là chú thích. Và đây là một trong 7 trường hợp. Và chú thích về nội dung các khái niệm thuật ngữ bao gồm đó là từ quy của nó là một trong những chú thích đó, có thể giúp cho người đọc đó, có thêm được những hiểu biết có giá trị. Về phong cách trình bày cước chú, trường hợp 1, cước chú từng trang, nghĩa là số thứ tự của chú thích sẽ được đánh lại từ đầu sau mỗi trang trong một bài viết hay trong một bài một quyển sách. Ví dụ như bài viết quý vị có tất cả là 6 trang, mỗi trang đều nhau là 3 chú thích, tổng cộng là quý vị có 18 chú thích. Thì theo cái phương pháp đầu này đó thì quý vị sẽ đánh là gì? Ở trang thứ nhất 1, 2, 3, ngoài trang thứ hai cũng đánh lại là 1, 2, 3, và đến trang cuối cùng là trang 10 cũng là 1, 2, 3. Đó là cước chú đánh số thứ tự theo từng trang. Trường hợp 2, cước chú áp dụng cho toàn một bài viết hay là một chương, thì lúc đó quý vị sẽ đánh con số tăng dần đều sau mỗi trang. Ví dụ như là bài viết mình có 5 trang, mỗi một trang đó là có trung bình là 2 cái chú thích, thì đến trang thứ 3 đó quý vị sẽ đánh chú thích là gì? 5 và 6. Đến trang thứ 5 quý vị phải đánh chú thích là gì? 9 và 10. Nó cứ liên tục với nhau như thế. Đây là loại được áp dụng đối với các bài nghiên cứu tại nhà, rồi các luận văn, luận án, bài viết nộp cho các hội thảo học thuật hay là các tạp chí ở trong và ngoài nước, thì chúng ta buộc phải sử dụng biện pháp chú thích như vừa nêu. Trường hợp 3, chú thích cho toàn tác phẩm. Ví dụ như quý vị có một quyển sách gồm có 8 chương, mỗi chương thì trung bình từ 20 trang cho đến 30 trang khác nhau, thì lúc đó đó quý vị sẽ chọn giải pháp là gì? Tổng cộng ví dụ quyển sách quý vị có tất cả là 200 trang, 200 trang, thì ở trang số 1 quý vị đánh là 1, 2, 3 rồi. Mà nếu như mỗi trang mình cứ tính trung bình đều nhau là 3 chú thích đi, 3 chú thích nhân cho 200 trang thì chúng ta có được con số là 600 chú thích. Thì ở trang cuối cùng nếu quý vị cũng có là 3 chú thích thì lúc đó đó quý vị sẽ ghi là gì? Chú thích 598, sau đó là 599, sau đó là 600. Tức là tổng số lượng của các chú thích sẽ đi liên lạc nhau kết thúc ở chương 1 nếu là 22 chú thích, thì chương 3 sẽ bắt đầu con số 23. Nếu chương 2 này đó là có 20 chú thích thì chương thứ 3 phải bắt đầu đã là 44. Cứ như thế chúng ta cứ tăng lên, tăng đều lên. Ở số chú thích ở chương mới sẽ bằng với tổng số chú thích ở cái chương trước đó cộng với con số 1. Cứ như thế chúng ta cứ cho trình bày cho đến cuối một quyển sách. Thì phương pháp này không áp dụng đối với bài nghiên cứu tại nhà, không áp dụng đối với luận văn, luận án và các sách chuyên khảo mang tính học thuật, đây là mặt bằng chung. Mặc dù nó không có cái gọi là đúng và sai, nhưng mà trong học thuật người ta không áp dụng cái đó. Thì vậy trong học thuật á, một phương pháp phổ biến nhất đó là cước chú từng chương, tức là đánh chú thích ở từng chương. Từ số 1 cho đến con số cuối cùng của chương đó qua chương mới thì chúng ta sẽ bắt đầu lại con số 1. Quý vị nên nhớ điều này nha. 2 phong cách hậu chú. Thứ nhất là hậu chú sau mỗi chương. Đây là thuật ngữ để chỉ cho tình huống cứ sau mỗi một vài chương sách chúng ta sẽ liệt hết toàn bộ các chú thích, bắt đầu từ chú thích thứ nhất cho đến chú thích cuối cùng. Quý vị có tất cả là 50 chú thích cho một chương gồm có 25 trang sách,
thì trung bình quý vị sẽ có một trang là hai chú thích. À, thì cứ sau mỗi một chương chúng ta sẽ liệt ra phần chú thích, à, để cái tiêu đề chính đó, bằng chữ in hoa ở chính giữa, rồi bắt đầu liệt theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó. Còn ai biết máy vi tính thì chỉ cần có một cái lệnh đơn giản chuyển từ cái cước chú trở thành hậu chú và ngược lại. Phong cách 2 là hậu chú toàn sách. Ví dụ như quý vị có tất cả một quyển sách là 8 trang, xin lỗi 8 chương, với tổng số trang là 250. Thì đến trang 251 á, quý vị sẽ ghi cái chữ chung là gì? Chú thích. À, bằng in hoa thật là to, đặt ở chính giữa. Có chữ trung bình đó là 18. Rồi sau đó đó, cũng ở vị chính giữa xuống hàng, quý vị sẽ ghi cái chữ là gì? Chương 1. Rồi bắt đầu bên dưới đó, chúng ta liệt xuống, liệt ra nội dung của các chú thích. Nếu quý vị có tất cả là 15 chú thích ở chương 1, thì quý vị liệt ra hết 15 chú thích đó. Rồi qua đến chương 2, cũng bằng chữ in hoa, viết hoa, à, ở vị trí chính giữa, rồi xuống hàng. Nếu quý vị có 20 chú thích, thì quý vị sẽ ghi tiếp nãy ở chương 1 là 25. Thì cái chương số 2 này cũng bắt đầu là con số 1 nha, 1 cho đến 20. À, cứ như thế chúng ta tạo ra các cái chú thích. À. Còn đối với người phương Tây đó thì họ còn có thói quen, nếu chú thích à, hậu chú à, toàn sách đó, thì cái tiêu đề họ sẽ dùng cái là gì? Chú thích và tham khảo, notes and reference. À, hoặc đơn giản là notes số nhiều là các ghi chú. Phần 5, các quy định về chú thích. Trong bất cứ một chú thích nào thì thông thường á, chúng ta phải cung cấp cho người đọc các nội dung sau đây. Thứ nhất, tên tác giả, dịch giả, nhà biên tập. Có những tác phẩm chỉ có tác giả, có những tác phẩm chỉ có dịch giả mà không biết tác giả là ai, có những tác phẩm chỉ có biên tập thôi, tôi không biết tác giả, dịch giả là ai, người này đứng ra làm biên tập để xuất bản. Có những tác phẩm vừa có tác giả, vừa có nhiều biên tập, vừa có dịch giả, vừa có nhà biên tập, vừa có tác giả, vừa có nhà biên tập, hoặc vừa có luôn cả ba. Thì các thông tin đó chúng ta phải cung cấp được. Thứ hai đó là tựa đề tác phẩm. Đó. Nếu tác phẩm đó là tác phẩm dịch, thì ngoài cái tựa đề bằng tiếng Việt, chúng ta phải chua trong dấu hoặc đơn. À, tựa đề nguyên tác, nó viết bằng tiếng Anh thì phải giữ nguyên cái tựa đề bằng tiếng Anh, đặt ở trong dấu hoặc đơn đó. Nếu viết bằng chữ Hán thì chúng ta cũng phải đặt cái cụm tựa đề bằng chữ Hán đó vào để cho người đọc tôi biết được. Thứ ba đó là thông tin xuất bản. Thông tin xuất bản gồm có ba, nơi xuất bản. Đối với nước ngoài thì nơi xuất bản ta đặt trước, sau đó hai dấu chấm. Còn ở Việt Nam thì nơi xuất bản đặt sau nhà xuất bản. Thì thông tin thứ hai đó của thông tin xuất bản là gì? Nhà xuất bản tức là tên. Thì thưa quý vị sẽ viết tắt thôi. Nhà là viết tắt bằng N hoa. Chữ xuất bản thì viết tắt là SB. NSB, đó là nhà xuất bản. Rồi đánh vào một dấu chấm sau chữ B hoa. Rồi bắt đầu một khoảng cách, sau đó là tên, ví dụ như nhà xuất bản Hồng Đức, thì chúng ta viết cái chữ Hồng Đức viết hoa trước cái chữ nhà xuất bản viết tắt đó. Rồi năm xuất bản, đó là năm mà tác phẩm chúng ta đang có trong tay, nghĩa là một tác phẩm có thể có nhiều năm xuất bản khác nhau. Ví dụ như Kinh Trường Bộ đi, được Hội Thánh Địa Bali dịch cách đây 100 mấy chục năm, 1800 mấy đó. Đó. Nhưng bây giờ cái ấn bản mà chúng ta đang sử dụng là ấn bản được tái bản vào năm 2000. Nhờ năm 2000. Nếu như chúng ta muốn nhấn mạnh đó, thì lưu ghi luôn cả hai cái năm xuất bản. Thứ nhất là 1883 đó, ví dụ vậy. 1883 là cái lần ấn bản đầu tiên. Rồi sau đó phết năm 2000, tức là cái lần tái bản. Bởi vì đó, mỗi một lần tái bản có thể có trường hợp tác giả, dịch giả, biên tập giả
có thể thêm vào hoặc là bớt đi, dẫn đến tình trạng á là số trang nó không thống nhất, hoặc là dung được bổ sung hoặc là bỏ bớt, cho nên là số trang nó đã khác rồi. Nếu như chúng ta không ghi rõ cái năm xuất bản thì người đọc á không biết là mình dựa vào cái ấn bản của năm nào. Ví dụ Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ và Thông Minh Châu Dịch á, trước năm 75 tái bản cả chục lần, và mỗi người thì có thể có những ấn bản khác năm khác nhau, mà mỗi năm ấn bản đó có thể có số trang khác nhau, do người thiết kế trình bày cũng khác nhau. Đó. Cho nên bắt buộc chúng ta phải ghi cái năm xuất bản. Đó. Và nội dung thứ năm đó, đó là nội dung chúng ta cần chú thích. Nó nằm vào một trong 7 trường hợp mà tôi đã nêu ra ở phần 2 của bài này. Đó. Và phải đầy đủ được các thông tin đó. Cần lưu ý đó, vì quốc chú hay hậu tú chỉ là các ghi chú thêm, giải thích thêm, đánh giá thêm, cung cấp thêm những thông tin. Cho nên á, chúng ta phải viết một cách xúc tích, ngắn gọn, đi vào trọng tâm của vấn đề, chứ đừng có viết tràn gian đại hải như là ở trên mặt văn, mặt văn bản chính. Hiện nay thì các học giả Nhật Bản hầu như là về các lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực Phật học, chú trọng rất nhiều đến cái đóng góp về chú thích. Nó ví dụ như tác phẩm The History of the Buddha, lịch sử Đức Phật Thích Ca, do học giả Nakamura viết. Thì chú thích của ông đó, nó còn nhiều gấp 2 lần cho đến gấp 3 lần so với mạch chân chính. Để lúc qua một trang á, cái mạch chân chính nó chỉ có 4 hàng, còn mỗi còn lại là chú thích. Mà chú thích quý vị biết là luôn luôn nhỏ hơn cái mạch văn chính á, tối thiểu là 2 co chữ. Ví dụ như mạch văn chính quý vị dùng co 13 thì chú thích á chỉ được dùng co số 11 thôi. Đó là mặc định chung, và nó không làm lấn át đi cái phần nội dung của phần chính. Do đó các học giả đẳng cấp toàn cầu không quan trọng trong một người họ viết được bao nhiêu tác phẩm, quan trọng là các tác phẩm do họ chấp bút được viết như thế nào. Đây, viết như thế nào nên liên hệ đến cách thức và kỹ năng và các giá trị đóng góp từ tác phẩm đó. Do nên họ chú trọng tìm hiểu, và thường là tìm hiểu cung cấp thông tin đầu tiên về lĩnh vực đó. Và về sau này đó, khó có tác giả nào có thể viết tương đương, huống hồ là viết vậy hay hơn. Thì những đóng góp đó sẽ được trích dẫn ở cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ, các hội thảo, các chương trình đào tạo và học thuật khác nhau. Nên chúng ta phải lưu ý phần đó. Còn đối với một sinh viên cử nhân thì chúng ta cứ tập thói quen là viết đúng thôi, chứ đừng có viết quá dài. Quy định 1: viết đầy đủ, viết tỉnh lược các chi tiết của tài liệu được trích dẫn, hay là nguồn tài liệu nói chung. Thì đối với lần chú thích đầu tiên đó, tên tác giả, rồi tên tác phẩm in nghiên, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang cần phải được ghi đầy đủ, phải được ghi đầy đủ. Còn đối với lần xuất bản thứ hai trở đi thì chúng ta phải làm quen với việc sử dụng các ký hiệu tắt, các ký hiệu tắt màn ảnh chiếu lên nha. Thì trong tiếng Anh đó, chúng ta có một số ký hiệu tắt như sau: EBIT là viết tắt của chữ SDG, tức là sách đã dẫn. Chữ thứ hai đó là logic, thì được hiểu tương đương là gì? Cùng trang sách đã dẫn. Chữ thứ ba là object, cũng có nghĩa tương đương là sách đã dẫn, nhằm tỉnh lược tên tác giả, tựa tác phẩm, nơi xuất bản, nhà xuất bản và năm xuất bản. Thì đây là ba khái niệm áp dụng cho chú thích đầy đủ thông tin, gọi là chú thích dài. Chú thích dài, ví dụ như là ở trang thứ nhất của bài làm tại nhà của quý vị đi,
có tất cả là 6 chú thích. Chú thích thứ hai đó liên hệ đến khái niệm chữ đạo Phật. Và chú thích này đó quý vị trích dẫn chính yếu là gì? Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển. Đó. Rồi đến với chú thích thứ ba, quý vị cũng lại tiếp tục sử dụng Huệ Quang Phật Đại Từ Điển nữa. Thì lúc đó đó, ở chú thích thứ ba này mình đâu cần phải ghi lại các thông tin quá đầy đủ, mình chỉ cần ghi là gì? Thích Minh Cảnh, Bảo Quật Đơn, Đốc Quật Đơn, chủ biên. Rồi chúng ta ghi cái tựa đề của từ điển Bách Khoa này, viết tắt Tự Điển Phật Học Huệ Quang. Tự là chữ T, điển là chữ D, Phật là chữ B phở, học là chữ H, rồi chữ Huệ đó là H, Quang là Q. Quý vị viết tắt 6 ký tự này dạng viết hoa và anh nghiêm đó, đặt vào đó thôi đó. Rồi đó, ở cái chú thích kế tiếp mà khi quý vị xuất hiện lại cái này lần thứ hai trở đi, thì lúc đó chúng ta chỉ cần để là gì? Sách đã dẫn thôi. Viết tắt là S, D, D, F, bắt đầu số trang là đã đủ rồi. Còn sách đã dẫn đó là đại từ cho cái gì? Thì nó được hiểu là gì? Nó thay thế cho cái quyển sách đứng trước đó một đơn vị chú thích thôi. Thì cách này nó làm cho chúng ta không phải nhàm chán. Còn về số trang đó, thì tiếng Anh nó mặc định một trang thì chúng ta để chữ B phở viết thường và dấu chấm. Còn hai trang trở đi đó thì quý vị sẽ ghi là B phở chấm. Còn trong tiếng Việt đó, thì quý vị chỉ cần ghi là chữ T R chấm. Đó là viết tắt của chữ trang, mà không cần phải ghi là T R A N G, không cần ghi vậy. Mình phải tập làm quen nhé. Hai nhỏ chứ, đó là trật tự tên tác giả. Thì chúng ta phải làm quen. Trường hợp một, nếu tác giả là một người châu Âu hay châu Mỹ, nói chung là người phương Tây, cách trình bày tác giả trong chú thích như sau. Thứ nhất là họ tên, rồi thứ nhất là tên. Thứ hai đó là chữ lót. Thứ ba là họ. Nếu quý vị chọn giải pháp viết tắt tên và chữ lót, thì lúc đó đó chúng ta sẽ lấy chữ cái đầu tiên viết hoa chấm. Còn chữ cuối cùng là họ của tác giả không được quyền viết tắt. Đây là mặc định quốc tế đối với các sách được xuất bản ở nước ngoài. Ở Việt Nam thì không có thói quen viết tắt tên và chữ lót của tác giả ha. Chúng ta viết đầy đủ họ, chữ lót và tên. Nếu là tác giả Trung Quốc thì cái trật tự vẫn giống như trên, nhưng mà cách thức trình bày có khác. Đầu tiên là họ, sau chữ họ chúng ta làm một dấu phép, rồi chữ lót viết hoa chữ đầu, gạch ngang, sau đó là chữ tên viết thường. Như vậy là giữa chữ lót và tên thật á, phải có dấu gạch nói nhỏ, và chỉ viết qua một chữ cái đầu tiên đó, đó là viết qua chữ lót chứ không viết qua tên. Đó là quy định quốc tế đối với những người Trung Hoa sử dụng Latin hóa để viết họ tên của mình. Còn nếu tác giả là người Việt Nam thì chúng ta sẽ có hai cách trình bày. Nếu sách trình bày đó là viết bằng tiếng Anh hay là các ngôn ngữ trên thế giới, thì quý vị phải tập làm quen viết theo kiểu này. Đó là họ, gạch ngang, chữ lót, gạch ngang, tên. Cũng là họ, chữ lót, tên giống như chúng ta thôi, nhưng mà giữa các thành tố này có gạch nói nhỏ, để lúc mà người ta làm thư mục tham khảo á, người ta sẽ ghi đầy đủ luôn cả một cái tên gồm có họ và chữ lót. Việt Nam mình không có thói quen viết tắt về tên. Còn nếu chúng ta viết trong các tác phẩm bằng tiếng Việt, dù ở trong nước hay nước ngoài, thì ba thành tố họ, chữ lót và tên không cần thiết phải có dấu gạch nói.
trước năm 75 tại Việt Nam người ta có thói quen dùng dấu gạch nói cho các thuật ngữ có nguồn gốc từ chữ Hán. Còn sau năm 75 thì tất cả thói quen về viết gạch ngang nhỏ có gạch nói đó không còn áp dụng nữa. Cũng cần là lưu ý, nếu tác giả là một người phụ nữ phương Tây thì họ và chữ lót của bà ta không được quyền viết tắt so với trường hợp tác giả là một người nam. Quý vị có hiểu lý do tại sao không? Là vì để tôn vinh phụ nữ. Thì trong thế giới học thuật đó, số lượng người nữ tham gia trước tác là rất ít nếu so với tỷ lệ của người nam. Bởi vì họ còn phải lo cho chồng, lo cho con cái, lo cho gia đình, lo chuyện giao tế trong nhà ngoài khố, rồi do lo bếp núc, lo giặt giũ, do quản trị gia đình đó. Chứ cái thời giờ để mà dành cho nghiên cứu ở người nữ nó ít hơn là người nam. Do đó khi biết tác giả là một người nữ thì đừng nên viết tắt tên thật và họ của và chữ đó của họ. Còn người nam á thì được quyền viết tắt, vì trong nền văn hóa phương Tây người ta đề cao cái họ hơn là cái tên. Còn người Việt Nam là đề cao cái tên hơn là cái họ, tức là tính cá nhân của người Việt Nam mình nó cao hơn ở nước ngoài. Ví dụ như là tôi là Thích Nhật Từ, thế danh là Trần Ngọc Thảo, thì khi mà tôi viết sách tôi sẽ để là Trần Ngọc Thảo hoặc là Thích Nhật Từ, chứ tôi không để là gì T N Từ hay là T N Thảo, không có ghi cái chữ đó, không bao giờ như thế. Và người Việt Nam cũng vậy, ở trong nước ngoài thì cũng thế. Nhưng mà còn người nước ngoài đó, nếu như tôi và sống ở nước ngoài, tôi viết sách bằng tiếng Anh thì tôi sẽ ghi là T chấm N chấm rồi Thao, chứ không có bỏ dấu. Đó là cái mặc định. Tức là khi mình sử dụng cái hệ ngôn ngữ nào, chúng ta phải làm quen với mặc định đó. Nhưng mà các mặc định vừa nêu á không áp dụng cho chữ Hán, chữ Bali, chữ Sanskrit, dạng viết Devanagari. Ba nhỏ, luật viết nghiêng, viết hoa đối với tên tác phẩm tham khảo. Thì yêu cầu một á, chúng ta phải viết hoa toàn bộ họ tên tác giả, nơi xuất bản và nhà xuất bản, vì đây là nhân danh và địa danh. Đây là quy định mang tính toàn cầu, dù người ta có biết ngôn ngữ tiếng Việt hay không, hoặc là dù người Việt Nam mình có biết tiếng Anh, tiếng Pháp hay không, không quan trọng. Mà quan trọng là phải trình bày đúng, để cho người đọc không bị ngộ nhận. Chỉ cần thấy trong một tác phẩm có cái khái niệm nào viết hoa, thì độc giả quốc tế có học học thuật đó, người ta sẽ hiểu là gì. Đây là hoặc là địa danh hoặc là nhân danh. Chúng ta không lạm dụng viết hoa đối với các khái niệm và thuật ngữ bao gồm Phật học. Việt Nam thì bị rơi vào cái thói quen không cần thiết này nhiều lắm. Ví dụ như là Tứ Diệu Đế có gì đâu phải viết hoa, rồi Bát Chánh Đạo, rồi Thập Nhị Nhân Duyên, Vô Thường, Vô Ngã, Tứ Tinh Tấn, Tứ rồi Tứ Vô Lượng Tâm, v.v. Tất cả những khái niệm thuật ngữ đó chúng ta phải viết thường để đúng với cái quy định mang tính mặt ước quốc tế. Viết hoa tên tác phẩm ngoại trừ liên từ, giới từ, mạo từ trong tiếng Anh. Thì đây tôi đang nói về cái mặc định viết hoa đối với sách tiếng Anh nha, và những sách của phương Tây. Ví dụ như chúng ta có cái quyển là The Buddha and His Teachings, thì chữ The này là gì? Đó là mẫu từ đó, đó. Và không có dịch nghĩa, cho nên chúng ta phải viết nó thường. Nhưng mà vì nó đứng đầu cho nên nó được viết hoa. Rồi liên từ mạo từ cũng vậy. Liên từ mạo từ giới từ á được xem là gì? Hư tự ở trong chữ Hán. Đó là những cái từ không quan trọng.
Còn các yếu tố còn lại của tựa đề sách đều phải dứt qua đối với người phương Tây, bao gồm là nhân danh, địa danh và các khái niệm động từ, tính từ, trạng từ và danh từ. Còn đối với tác phẩm viết bằng tiếng Việt ở trong nước thì hiện nay là Việt Nam mình đang đi ngược lại với xu thế toàn cầu. Chúng ta chỉ có mặc định viết hoa chữ đầu tiên của tựa tác phẩm. Các yếu tố còn lại trong tựa tác phẩm đều được viết thường, ngoại trừ nhân danh và địa danh. Ví dụ như tôi có một quyển sách đi, Phật giáo dùng Nam Bộ, thì chữ Phật đó, chúng ta phải viết qua rồi. Thứ nhất là danh từ riêng, có nghĩa đặc biệt. Thứ hai đó, là từ đứng đầu câu. Còn chữ tại đó, là phải viết thường. Nam Bộ thì chữ Nam là một địa dư hay là địa danh, phải được viết hoa. Còn chữ Bộ là viết thường, là viết thường. À, thì chúng ta phải tập làm quen ha, tập làm quen để khi mà viết hoa, viết nghiêng, viết thường á, cho từng tác phẩm nó không có lộn. Về quy định in nghiêng có hai trường hợp, đó là in nghiêng toàn bộ tác phẩm, từ tác phẩm, và in nghiêng các thuật ngữ tiếng nước ngoài ở trong văn bản viết của chúng ta. Ví dụ như quý vị viết bài nghiên cứu cho học viện của mình á, thì vì bắt buộc phải viết tiếng Việt rồi nha. Các ngôn ngữ ngoài tiếng Việt đều được xem là tiếng nước ngoài, ngoại trừ tiếng Bali gốc, Sanskrit gốc và tiếng Hán, thì chúng ta không thể in nghiêng, phải in là in thừa thôi. Còn tựa tác phẩm là phải in nghiêng hết từ cái chữ đầu tiên cho đến chữ cuối cùng. Luôn tiện đây tôi cũng xin nói thêm là thói quen sử dụng sai tình huống này tại Việt Nam, đó là người ta có khuynh hướng lạm dụng in nghiêng một đoạn thơ, hay là in nghiêng đoạn trích dẫn trực tiếp, vì cái đó là nó sai với mặt định quốc tế. Thơ phải được viết bằng chữ thẳng đứng chứ không được viết nghiêng. Về thẩm mỹ có thể có những cái kiểu chữ mà khi chúng ta trình bày với dạng nghiêng đó, nó tạo ra tính lả lướt, tính đẹp về mỹ thuật. Cho nên người nước ngoài nếu không biết tiếng Việt đọc vào những cái đoạn thơ mà thấy chúng ta viết nghiêng á, hay là cái đoạn trích dẫn trực tiếp thấy viết nghiêng, người ta tưởng rằng đây là một tác phẩm quá dài. Cho nên là khi mình học, bắt đầu từ học nghề trở đi, quý vị tập làm quen không nên viết lộn, viết sai những cái tình huống đáng tiếc đó. Về chi tiết ấn bản thì đối với chú thích là đầy đủ hay gọi là chú thích dài, chúng ta phải ghi tên nhà xuất bản, tên nơi xuất bản và tên năm xuất bản. Trong trường hợp không có nhà xuất bản do bị mất cái trang đó, thì trong tiếng Anh quý vị có thể để đơn giản là N thường, B phở thường, viết tắt của chữ No Publisher, tức là không có nhà xuất bản. Còn trong tiếng Việt thì quý vị có thể ghi một cái chữ K N S B, có nghĩa là không có nhà xuất bản đối với những tác phẩm viết bằng tiếng Việt. Đối với trường hợp năm xuất bản không rõ vì đã mất cái trang đó, thì ký hiệu phổ thông trên toàn cầu được viết bằng chữ thường, đó là N.D. viết tắt của No Date of Publication, tức là không có niên lại xuất bản hay là năm xuất bản. Đối với tiếng Việt thì quý vị có thể dùng chữ K thường và N thường, viết tắt của chữ là không năm xuất bản. Dĩ nhiên phần này đó chỉ áp dụng cho tiếng Việt. Nói chung chữ NB, No Publisher, không có nhà xuất bản, hoặc là ND, No Date of Publication,
được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh và tiếng Việt Nam. Đó là không sao hết á, vì nó đã trở thành là toàn cầu hóa về vấn đề này. Về trật tự của năm xuất bản thì có hai cách để đặt. Cách thông thường, năm xuất bản đặt ở áp cuối, chỉ trước cái số trang thôi, về một cái thông tin xuất bản của một quyển sách hay là một bài nghiên cứu. Trường hợp thứ hai đó là năm xuất bản được đặt sau tên tác giả. Cái này nó gọi là chú thích nhấn mạnh năm xuất bản, lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu qua kỹ hơn về phần này. Về số trang, hoặc ghi bằng tiếng Anh hoặc ghi bằng tiếng Việt. Nếu ghi tiếng Anh thì quý vị để ghi chữ B phở, một dấu chấm, nghĩa là mình trích dẫn một cái trang nào đó, một phần nào đó, một đoạn nào đó của trang đó thôi, chứ không phải là nhiều trang khác. Rồi có trường hợp hai trang trở lên thì quý vị ghi trước con số Ả Rập B phở thường và một dấu chấm. Rồi sau đó chúng ta sẽ ghi, ví dụ như trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp, từ trang 20 đến trang 80, Đức Phật nói về bản chất của nghiệp, chẳng hạn vậy. Thì lúc quý vị ghi là để hiểu về bản chất, giá trị và sự chuyển hóa nghiệp ở trong Đạo Phật, thì vui lòng xem quyển Đức Phật và Phật Pháp. Thì về ghi chữ là gì? Narada. Rồi phết Đức Phật và Phật Pháp nghiêng chấm nhà xuất bản Hồng Đức, phết năm 2018, rồi phết B chấm, sau đó còn số trang. Rồi quý vị có thể ghi viết tắt bằng tiếng Việt, đó là TR viết thường chấm, cũng tượng trưng cho số trang. Về phong cách trình bày cứ chú hậu chú đó, thì lát nữa thì chúng ta sẽ học tiếp. Tôi sẽ nói khái quát như thế này. Nó có nhiều cái tình huống, có nhiều loại sách khác nhau, thì mỗi một loại đó nó có cách quy định trình bày khác nhau, chúng ta phải chịu khó đọc để nhớ. Còn trong trường hợp quên đó thì quý vị mở cái quyển PDF Cẩm Nang Viết Khảo Luận Luận Văn Luận Án của tôi, gỡ vào trong diễn đàn khóa 16 của Tăng Ni Sinh để đọc lại. Thì tôi nêu ra một vài trường hợp thông dụng thôi. Bây giờ quý vị nhìn lên trên màn ảnh ha. Đây là sách chỉ có một tác giả, thì tôi đang trình bày theo cái kiểu của nước ngoài nha. Cái này nó bị lỗi chút xíu, lẽ ra kiểu nước ngoài thì tất cả viết qua hết ha quý vị, chứ không phải là nửa viết qua nửa viết thường, và trừ giới từ, liên từ và mạo từ. Chứ một là vào mạo từ. Đầu tiên là tên họ tác giả, rồi sau đó chấm hoặc là phết cũng được, hoặc là không chấm không phết gì cũng được. Mỗi hoặc đơn, năm xuất bản đấu hoặc đơn. Thì nếu quý vị làm cái dấu chấm ở sau tác giả hay là dấu phết sau tác giả thì ở đây thì không cần phải chấm phết nữa. Còn nếu như sau cái chữ và họ tên tác giả đó mà quý vị không có ghi chấm phết gì hết đó, thì sau cái dấu hoặc đơn đóng của năm xuất bản chúng ta phải có dấu phết, là tên tác phẩm in nghiêng, rồi phết là số tập, rồi phết nơi xuất bản, hai chấm năm xuất bản. Ví dụ như ta có quyển Alex Wayman 1974, The Lion's Rule of Queen Sibala, phát New York 2 chấm Columbia University Press. Thì tạm dịch đó là gì? Alex Wayman xuất bản năm 1974, quyển sách có tựa đề là Tiếng Rống Sư Tử của Hoàng Hậu Sibala. Hán Việt thường phiên âm á là Thắng Mang, thường dịch nghĩa đó là Thắng Mang. Còn nhà xuất bản này đó là Trường Đại học Columbia,
nơi xuất bản á, là thành phố New York. Còn trong trường hợp thứ hai đó, thì chúng ta thấy đó là năm xuất bản được đặt ở đằng sau. Ví dụ chúng ta có quyển sách là G.Soba Lectures in Tibetan Buddhism. Đó. Đây là những bài giảng về Phật giáo Tây Tạng. Phép. Hai volumes tức là hai tập. Phép. Thông tin xuất bản được đặt dấu dấu hoặc đơn. Delhi 2. Motilal Banarsidass năm 1986. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy là cái năm xuất bản được đặt ở cuối trang không? Đó. Còn cái dấu hoặc đơn này, mở hoặc đơn hay đóng hoặc đơn nó không quan trọng. À, quý vị có để không để là tùy theo cái phong cách mình sử dụng thôi, nó không có đúng và sai. Nó là cái phong cách sử dụng. Thì tại sao nó lại có hai cái sự khác biệt giữa việc ghi cái năm xuất bản nha. Ở ngay sau tên tác giả và một cái là ghi ở cuối cùng. À, thì mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ á, là ở đây chúng ta nhấn mạnh đến năm xuất bản của một tác giả, năm xuất bản của một tác giả. Và khi quý vị chọn phong cách này đó, thì thư mục tham khảo ở cuốn sách cũng phải được trình bày theo cái mô típ tương đương này luôn. Chứ còn với ở thư mục tham khảo thì không thể để cái năm xuất bản nằm ở dưới cuối được. Tương tự, nếu quý vị muốn nhấn mạnh đến thông tin là họ tên và tác giả, họ tên và tác phẩm mà không phải nhấn mạnh vào số năm, thì cái năm xuất bản quý vị đặt ở cuối. Và cái cách này đó, trong chú thích quý vị phải tương ứng với cách trình bày các cái đầu sách đó trong thư mục tham khảo, chứ không có được rô ông nọ cấm cầm bà kia. Nhấn mạnh năm xuất bản thì trong chú thích cũng vậy và trong thư mục tham khảo cũng vậy. Còn nhấn mạnh đó, cái năm ở cái vị trí cuối cùng thì cả hai trường hợp chú thích và thư mục tham khảo cũng phải giống nhau. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nắm, quý vị. Còn các cái tình huống khác, sách có một người dịch, một người biên tập, vâng, sách có dịch giả, có người ấn hành, sách gồm có hai tác giả, hai dịch giả, hai biên tập viên, sách gồm có nhiều tác giả, nhiều biên tập viên, vân vân, thì quý vị cần phải đọc lại cái quyển sách của tôi. Tôi không cần nói hết chi tiết đây vì nói nhiều quá quý vị sẽ khó nhớ. Còn sau đây đó là cách trình bày một mục từ được trích dẫn ở trong một quyển từ điển hay là một từ điển bách khoa, thì mình phải áp dụng theo cái mặc định quốc tế để trình bày cho nó đúng. Rồi quy định như sau: tựa tự điển viết tắt in nghiêng, sau đó là số tập của từ điển. Rồi sau số tập đó đó thì chúng ta hoặc là hai dấu chấm hoặc là dấu phép, có nên thì dùng luôn cái dấu chấm cũng được, đánh vào chữ S nhỏ chấm V nhỏ chấm rồi tên của một từ đó in nghiêng, rồi sau đó hai chấm số trang số trang của tác phẩm. Thì ví dụ như là cái từ Kusala là thiện, nhá, nằm ở trong cột bên tay phải trang 233 của quyển từ điển tên là Bali English Dictionary, có thể được ghi chú bằng hai cách sau đây. Cách một, quý vị nhìn trên màn ảnh nha, B phở, E dứt hoa, D dứt hoa, ba chữ là dứt hoa hết và in nghiêng. Vì tựa tác phẩm như chúng ta đã được biết là bắt buộc phải in nghiêng, và viết tắt của tựa tác phẩm đó là đại từ, nó cũng phải được in nghiêng. Đã. Và nguyên tắc viết tắt đó là gì? Chúng ta sẽ lấy những cái từ loại chính: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ làm từ khóa. Còn giới từ, mạo từ, liên từ trong tiếng Anh mà tiếng Việt gọi tương đương là hư tử, chúng ta tính lược đi. Ở đây tới cái quy từ điển này nó có ba chữ thôi: Bali Dictionary, Bali English Dictionary. Đây là chúng ta viết là B phở, E và D chấm, chấm nha. Sau đó là S chấm, V chấm. Thì S chấm, V chấm có nghĩa đây là gì? Một từ. Một từ ha. Kusala viết nghiêng,
đây là cái nội dung khái niệm mà chúng ta muốn tìm hiểu đến. À, như thế là đã đủ. Nhưng mà cái cách này nó quá đơn giản, còn cách đầy đủ hơn, chuẩn mực hơn, tức là cũng giống như trên kia, sau cái khái niệm được chúng ta trích dẫn á, tham khảo á, thì vì có thể là hai chấm hoặc là một dấu phép, nha, hai chấm hoặc là một dấu phép. Rồi quý vị để số trang mà không cần phải ghi chữ TR chấm nữa. Với đây ví dụ như là quý vị để là 223B, thì lúc đó có chữ B đó, B bò nhỏ đó được hiểu là gì? Cái cột bên tay phải, thì mỗi một cái trang từ điển nó chia làm hai cột, bên tay trái, bên tay phải. Còn đối với Đại Tạng Kinh viết bằng tiếng Trung Quốc, nha, ở tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên, thì A đó là cái ô ở bên trên, mỗi một trang sách nó chia làm ba ô, chia làm ba ô. A đó là cái ô ở trên hết, nó gọi là thượng. B đó là ô chính giữa, được gọi là trung. C đó được xem đó là ô cuối cùng, gọi là hạ. Thì mặc định quốc tế của bất cứ nguồn cái nào, người ta cứ ghi là gì? A, B và C. Thì hễ biết là nó là từ là Đại Tạng bằng giới Hán thì biết là có ba ô, ô trên, ô giữa và ô dưới, viết tắt là A, B và C. Còn trong các sách tiếng Anh thì chúng ta mặc định biết là chỉ có hai cột, cột trái là A, cột phải là B. Chứ phải trình bày giống như thế này. Ở đây chúng ta thấy là gì? Yếu tố của năm xuất bản, nơi xuất bản, nhà xuất bản, thông tin xuất bản không cần thiết phải được đặt ra nữa. Lý do tại sao? Vì từ điển có thể được tái bản nhiều lần, nhưng mà một từ đó là cái mà chúng ta cần xem, cho nên có thay đổi số trang cũng không quan trọng, chỉ cần ghi là đã đủ rồi. Đó là cách chú thích đối với một từ điển. Rất nhiều các sinh viên và nghiên cứu sinh mặc dù đã học qua hết nhưng mà không chịu nhớ, hoặc là đến lúc mà cái giờ học về cái môn này đó thì lại bỏ học, nó không nắm được, mà không nắm được thì làm sao trình bày trúng được. Cho nên nó khi mình làm một cái bài nghiên cứu hay là viết một quyển sách đó, để những cái sai sót nho nhỏ này đó nó làm phiền người chấm bài. Trường hợp 3, bài nghiên cứu trong một từ điển bách khoa hay là trong một tuyển tập, thì cái quy định về trình bày như sau: họ tên tác giả, hoặc là dấu chấm, hoặc là dấu phết. Còn trong tiếng Anh là vừa dấu chấm vừa dấu phết. Rồi tên bài nghiên cứu viết đứng, nằm ở trong dấu ngoặc kép. Rồi cuối cái tên bài đó nằm có dấu phẩy nha mấy vị. Dấu phẩy nằm trước rồi dấu ngoặc kép nó đóng lại. Còn ở một số nơi người ta vẫn có thói quen là ta dùng cái dấu phẩy nằm sau cái dấu ngoặc kép đóng nha. Chuẩn là nó phải nằm trước để nó còn liên hệ đến cái kỹ thuật trình bày, nó không bị rớt xuống hàng ha. Rồi sau đó chữ in đối với sách tiếng Anh, hoặc là chữ trong đối với sách tiếng Việt. Tên người biên tập, mở một đơn đó một đơn ED. Còn cho tiếng Việt chúng ta sẽ để là biên tập. Rồi tên của tiếng Phật tuyển tập hay tên của một quyển sách in nghiêng. Còn phép bước khoa thì áp dụng giống như nãy. Rồi phết, năm xuất bản là trong mỗi một đơn đó một đơn. Rồi nơi xuất bản hai chấm, nhà xuất bản, số tập hai chấm, số trang, vân vân. Hoặc là chúng ta có cái cách trình bày tương đương nằm ở bên dưới ha, nằm ở bên dưới. Thì cách trình bày tương đương này đó, nó chỉ có là gì? Cái chữ ED chấm á, tức là người biên tập đó, là không cần phải đặt nó trong dấu ngoặc đơn luôn ha. Chỉ để là ED chấm thôi là vẫn được ha quý vị. Bây giờ chúng ta thử làm quen với lại hai cái ví dụ sau đây. Thứ nhất là DJ Kalubahana chấm phết, này đối với trình bày của nước ngoài nha. Còn đối với trong nước thì bỏ dấu chấm này đi, chưa có dấu phết thôi. Dhamma mở một đơn đóng một đơn có số một nhỏ ha quý vị. Đó là cái khái niệm pháp á. Rồi chữ in này là trong nè ha. Còn GB Malalales Sekara là tên tác giả ha. Rồi mở một đơn đóng một đơn AD chấm, tức là tổng biên tập nha. Trong trường hợp này là tổng biên tập. Encyclopedia of Buddhism đó là bách khoa Phật giáo. Rồi phép cái năm xuất bản của nó, tập này đó là 1979 chấm.
Sau đây là thông tin xuất bản Sri Lanka, đó là tên nước, hai chấm Government of Sri Lanka, đó là chính phủ Tích Lan, đó là phết. Volume, sẽ là số tập, là Mú La Mã, hai chấm hoặc là dấu phết, từ trang 300 xin lỗi 438 cho đến 53. Đấy, nên là bà. Bây giờ chúng ta lưu ý nha quý vị. Đối với số trang hai con số trở lên mà nó gồm là hai trang trở lên. Ví dụ như là 438 nha là ba con số nè. Rồi đến 453 cũng là ba con số. Thì ở đây đó, chúng ta thấy là nó lặp lại hai con, nó lặp lại một con số giống nhau, đó là con số 4. Nó giống nhau à. Con số 4 này nó giống nhau. Còn con số 38 với con số 53 là khác nhau. Thì lúc đó chúng ta tỉnh lược đi con số 4, ghi là 438 gạch ngang 53. Được hiểu là gì? Từ trang 438 cho đến trang 453. Mà không cần thiết phải ghi là 438 gạch ngang 453. Thì về con số nào nó trùng lại thì chúng ta có thể tỉnh lược đi. Tương tự nếu quý vị có một quyển sách đi, mình trích dẫn là từ trang 42 cho đến trang 48, thì lúc đó quý vị là 42 gạch 8, chứ không cần thiết là 42 gạch 48 nha. Chỉ khi mình ghi đủ thì vẫn được, nhưng mà đối với học thuật quốc tế thì người ta không làm như thế đó. Như vậy là ở trường hợp là hai con số, số đầu cũng là con số và số sau hai con số, thì cái số đầu là cái số giống nhau, chúng ta tỉnh lược ở cái phần sau nha. Đó là mặc định chung. Trường hợp 4, đó là bài nghiên cứu trong một tạp chí hay là báo chí hay là trong quyền sang. Đó. Thì chúng ta nhớ cái cách trình bày như thế này để làm cho nó trúng. Họ tên tác giả chấm và phết đối với người nước ngoài. Còn người Việt Nam thì chỉ có một chữ phết thôi nha. Nhớ nha. Đó. Rồi sau đó mở hoặc kép. Tựa bài nghiên cứu phết đóng hoặc kép. Rồi tên tạp chí mình bỏ luôn chữ trong, và có chữ trong càng tốt, trong viết đứng ha, viết đứng thường. Và tên tạp chí hay là tên báo chí in riêng, rồi nơi xuất bản, số tập và số trang. Ví dụ như chúng ta có bài viết đi, Thích Duy Tân phát bàn về quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam, thì đây là quyển sách thì tôi đang trình bày theo cái phong cách của người nước ngoài, viết qua toàn bộ, ngoài trừ giấy tờ liên tục bảo từ nha. Thì vì cái bài giảng này tôi đã làm từ năm 2005, đến giờ tôi chưa có dịp để biên tập lại, cho nên lúc đó thì tôi làm theo phong cách nước ngoài. Còn viết theo tiếng Việt á, thì chữ sử phải viết thường nè, chữ giáo viết thường, lịch sử phải Việt Nam, rồi phết đóng hoặc kép, phết đóng hoặc kép chứ đừng có là đóng hoặc kép rồi mới là phết nha quý vị. Hay dấu phết đứng trước dấu hoặc kép. Giác ngộ đây được hiểu là gì? Nhìn báo giác ngộ. Rồi thông tin xuất bản, đó là ở thành phố Hồ Chí Minh, phết là cái số xuất bản này là số thứ 34, ngày xuất bản là nằm trong chú hoạt đơn 11 tháng 8 năm 1989, và số trang là 3 và 4. Thì trước số trang quý vị có thể để chữ là TS chấm, hoặc không để cũng không sao. Đó là cái cách trình bày một bài nghiên cứu nằm ở trong một quyển sách chung, bao gồm sách kỷ yếu, sách hội thảo hay là sách tạp chí, thì chúng ta phải trình bày theo cái như thế này. Còn những vấn đề khác thì quý vị về xem thêm nha, rất là nhiều, nó đến cả mấy chục trường hợp là chúng ta sẽ không có thời giờ để nêu ra hết. Tôi chỉ nói 4 trường hợp tiêu biểu thôi, quý vị cần phải nhớ và tự đọc thêm nha. Phần 7 đó là phong cách trình bày cước chú, hộ chú, vắn tắt. Tài liệu thì có hai loại, tài liệu gốc và tài liệu nghiên cứu. Thì đối với tài liệu gốc á, thì quý vị chỉ cần ghi là tựa tác phẩm viết tắt in nghiêng, số tập đó, hay là số chương viết đứng, số trang viết đứng. Cái phần trình bày này trợ lý của tôi làm nó chưa có trúng nha quý vị. Tôi sẽ sửa lại và gửi lại cho quý vị sau nha. Ví dụ như chúng ta có như A viết qua và in nghiêng, văn này đã bị lộn nha, phải in nghiêng. Rồi chấm, một La Mã chấm, rồi 15. Thì ở đây đó chúng ta thấy là gì? Viết tắt hoàn toàn. Chữ A này viết tắt của Anguttara Nikaya. Đó là kinh
Tăng Chi, bản tiếng Bali, ấn bản của Hội Bali, Hội Thánh Địa Bali, London. Một lá mã đây là tập 1, và con số 15 đây là số trang của ấn bản đó, chứ không phải là bản tiếng Việt. Thì trong trường hợp này chỉ có chữ A in hoa là viết tắt thôi. Em xin lỗi, vừa viết tắt mà vừa viết viết nghiêng, để cho biết đây là một tác phẩm. Lúc này đó chúng ta không cần thiết ghi ra cái số trang nữa, vì cái ấn bản của Hội Thánh Bali này đó từ trước đến giờ là không hề thay đổi số trang. Một trăm mấy chục năm trôi qua họ vẫn giữ nguyên cái ấn bản ban đầu đó, tới bạn tới bạn lưu nhiều lần, không có biên tập thêm. Cho nên đó, trong trường hợp đó, những lần ấn bản trước và sau đều cùng một gì đó mà nó là tài liệu gốc, tức là kinh điển tôn giáo, thì chúng ta có thể tỉnh lược lưu số trang, ngay tỉnh lược lưu số năm. Còn đối với một tác phẩm là tài liệu nghiên cứu, còn gọi là tài liệu nghiên cứu 2, thì cách trình bày thứ nhất á, là họ tên tác giả viết đứng, còn người nước ngoài chỉ có họ tác giả thôi. Vì cái này tôi mới nhờ trợ lý trình bày lại, nhưng mà không để ý cho nên là trợ lý trình bày nó bị sai với cái viết người viết thường hết nha quý vị quan hỷ nha. Họ là viết đứng, viết qua chữ đầu. Sau đó đó thì chúng ta mở một đơn năm xuất bản hai chấm hoặc là phết, rồi số trang, rồi đóng một đơn rồi chấm. Ví dụ như chúng ta có cuốn Indian Buddhism, Phật giáo Ấn Độ, của tác giả tên là A. K. Wader, thì quý vị chỉ cần ghi là Wader, năm 1988 hai chấm 14. Thì cái cách trình bày về cái này đó, lát nữa tôi sẽ nói đó, là quý vị có thể chọn nhiều phong cách khác nhau. Đây là viết tắt này nha quý vị nha. Nhưng mà riêng cái năm xuất bản và số trang thôi cũng có nhiều sự lựa chọn khác nhau, nhiều chọn khác nhau. Đó, thì bây giờ quý vị có thể nhìn trên màn ảnh. Ít nhất là chúng ta có đến 2, 4, 6, 8 trường hợp. 8 trường hợp. Thứ nhất, quý vị chỉ cần ghi là Water Fest 145. Nếu như tác giả này chỉ có một tác phẩm duy nhất trong đời người, không có một tác phẩm nào khác, thì lúc đó không cần ghi nó xuất bản nữa. Có thể tỉnh lược luôn, nhưng mà tốt nhất là vẫn ghi nha. Còn trường hợp tỉnh lược thì chúng ta ghi là Water Fest 145. Là tác phẩm Phật giáo Ấn Độ cha 145. Cái cách trình bày thứ hai, họ là năm hai chấm số trang, ví dụ như Water 1988 hai chấm 145. Cách thứ ba là họ năm là phết rồi số trang, thì chúng ta thấy hai chấm bằng cái dấu phết. Trường hợp bốn là năm xuất bản và số trang đó nằm chỗ dấu hoặc đơn, giữa chúng có hai dấu chấm, Water mở hoặc đơn 1988 hai chấm 145. Trường hợp ba đó cũng nằm trong dấu hoặc đơn, nhưng mà giữa chúng chỉ có một dấu phết thôi, giữa năm xuất bản và trang xuất bản có dấu phết. Trường hợp thứ năm, trường hợp thứ sáu chứ, là cái năm xuất bản đó, nằm ở trong dấu hoặc đơn, Water mở hoặc đơn đúng hoặc đơn 1988 rồi là 1945. Là số trang mà không cần phải để dấu phết luôn, hoặc là có cũng được, có dấu phết cũng được, không có dấu phết cũng được. Rồi trường hợp thứ bảy là họ Water rồi năm xuất bản 1988 và hai chấm 1945. Và trường hợp thứ tám là Water mở một đơn 1988 đó một đơn phết 1945. Ở trường của chúng ta đó thì tôi đề nghị quý vị làm theo phương pháp thứ bảy này. Là thêm thứ bảy, đó là họ tên. Đối với tác giả nước ngoài thì chỉ cần ghi cái họ, còn đối với người Việt Nam thì ghi luôn cả họ tên. Ví dụ tôi là Thích Nhật Từ, thì quý vị sẽ ghi là Thích Nhật Từ mở hoặc đơn 2021, đóng hoặc đơn hai chấm, sau đó là số trang, ví dụ như là nó nằm ở trang 50, quý vị để chữ 50. Thì đây là cái cách trình bày rất là phổ thông trên toàn cầu. Mặc dầu nó không có đúng và sai, nhưng mà mặt ước và phong cách đó, thì những cái trường đọc lớn người ta đều chọn cái phong cách này, chọn phong cách này để chúng ta lưu ý nha, để mình
sử dụng chung để thống nhất kiến quốc tế. Giờ tôi nói thêm một cái mẹo vặt. Trong trường hợp trong một năm, một tác giả có nhiều tác phẩm xuất bản, tôi nói ví dụ như là riêng năm 2021 này đó, tôi có đến gần 50 quyển sách. Tôi xuất bản dồn, mấy năm trước rồi nó có xuất bản, dồn lại trong cái năm này. Thì lúc đó đó là tựa đề của sách đó thì mình sẽ sắp theo ABC. Nếu tôi có tất cả là 50 cuốn thì cái cuốn đầu tôi sẽ ghi là A, ví dụ 2021 A, là tự chơi cho cuốn là Đạo Đức Phật Giáo tập 1. Rồi 2021 B là Đạo Đức Phật Giáo tập 2. Rồi 2000 đến cái chữ F gì đó ha, đó là Đạo Đức Phật Giáo 6. Đại khái gì đó. Đó là thêm A, B, C, D. Đối với trường hợp là chúng ta có ít nhất là 2 quyển sách xuất bản trong cùng một năm đối với một tác giả, thì chúng ta để ý thêm chữ A, B, C, D đó vô nha. Nhưng mà không, ta không biết là trong năm 2021 mấy vị chích thích vật từ là chích cuốn sách nào, cuốn sách nào. Thì nói tóm lại, hiện nay đó về phương diện học thuật toàn cầu và cũng như tại Việt Nam, thì việc sử dụng chú thích nhấn mạnh năm xuất bản như tôi vừa trình bày là phổ biến nhất. Nó gọn, nó không phải lặp đi lặp lại, mình không phải nhớ nhiều. Còn muốn biết tác phẩm đó là gì thì lật ra cái thư mục tham khảo. Ở ngay thư mục tham khảo đó thì nó tương đương với cái tên họ đó, năm xuất bản đó là tác phẩm gì. Người ta chỉ cần liệt ra đây thông tin ngắn gọn thôi, để cho phần trình bày nó vừa đẹp vừa xúc tích. Đó là phần nhìn chung của trình bày chú thích và cước chú và hậu chú. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.